Hello anh em, hôm nay mới về hàng lại bố nồi phổ thông nha anh em. Về được ít được bố nồi phổ thông TR nè. Đó. Giá rất là tốt nha, anh em xài hệ máy quay rim rồi ạc con tay này kia là xài rất là ok nha anh em. Một bộ 4 lá này mình bán giá là 80.000 bộ nha. Free ship toàn quốc cho anh em luôn, bố nồi TR dành cho anh em chơi hệ máy quay rim nha. Bố này mình bán cũng rất là nhiều luôn, anh em thợ này kia gắn vô mấy xe để đi cày bừa rất là ok, giá thành rẻ chỉ có 80.000 bộ thôi nha. Giá rẻ nhưng mà xài ok nha anh em, chứ không phải là giá rẻ xài không được. Nhưng mà nói chung là trong cái tầm giá 80.000 thì bố này là xài rất là ok nha anh em. Đó. Anh em thầy thợ mua 10 bộ 20 bộ có giá tốt lắm nha. Đó. Đây là giá bán lẻ là 80.000 bộ và bao ship cho anh em luôn, bố nồi CTR Racing nha. Về được khoảng vài chục bộ nha anh em. Anh em mua nhiều có giá tốt nha. Đây nha anh em, đúng hàng chính hãng CT Racing nha, CTR nha. Anh em thấy không? Trên cái lá bố là đều có cái khắc cái logo đúc luôn nha anh em. Đó, chứ không phải là bắn laser nha. Bộ 4 lá này mình bán 80.000 bộ nha. 40.000, 80.000 bộ và free ship hàng toàn quốc cho anh em luôn. Bố nồi CTR dành cho quay rim. Đó. Ví dụ anh em mà mua Exeter con tay á, xài 5 lá thì giá là đi 100.000. Đó, mà 4 lá 80 thì xem mỗi một lá thì nó khoảng là 20.000 nha. Đó, anh em mà xài cho Exeter cho 35 thì mình bán là 100.000 bộ 5 lá. Còn anh em chơi hệ máy quay rim thì xe nó sẽ xài có 4 lá. Thì mình bán cho anh em với giá là 80.000 và bao ship. Đó, cứ xem được một cái lá thì nó cứ 20.000 một lá nha.